mà mọi người theo dõi nội dung đôi nam nữ giữa công viên Tuổi Trẻ gặp Trung Yên. Trận đấu bắt đầu 0-0. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
3 nam trẻ, trận số 2 đội 3 nam trẻ Hoàng Diệu Hà Nội Lập Thủ Linh Đàm. Nhắc lại, trận số 2 đội 3 nam trẻ Hoàng Diệu Hà Nội Lập Thủ Linh Đàm. Sân số 9 đội 3 nam trẻ mùa 23 Lập Văn Quán. Nhắc lại sân 9 đội 3 nam trẻ mùa 23 Lập Văn Quán. Xin mời
Sân số 8 15 trẻ.